Ok, xin chào anh em nhé. Thì có một số anh em hỏi mình con mái nó có chơi giống như con trống không? Tức là nó có chơi đấu rồi nó kêu giống con trống không? Thì mình cũng có một số video mình chia sẻ anh em á. Con mái chủ yếu là để dùng kẹp loa thôi anh em ạ. À, lý do con mái nó không có kêu nhiều giống con trống. Con trống đem ra rừng người ta treo lên là nó kêu, hoặc là để xuống là nó kêu ha, nó đấu. Còn con mái thì nó không có đấu anh em ạ. Đây này, đấy, này con trống này. Đấy, trống là nó kêu suốt ngày luôn, còn mái lâu lâu nó mới kêu bum bum vài tiếng à. Thì khi có mùa này thì nó kêu nhiều thôi, còn cái mùa kia thì anh em biết là nó nín luôn à, nó không kêu đó. Thì nó cái kiểu nó căng lên thì nó cũng xèo 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 đấy đó. Này con mái đấy anh em đó, mái. Con mái thì nó có cái ưu điểm là nó rất ít bị vỡ trận anh em nhé. Còn con trống nếu mà không đủ lửa, không đủ căng lửa, anh em mà đi đánh đi gác á, có thể là gặp một con bổi láo luyện á, dữ dằn á, thì sẽ bị vỡ trận nhá. Còn riêng mái thì ít khi nó bị vỡ trận lắm. Thế nó căng lên là nó nói gì đó. Mái này ba mùa mà chưa có sinh sản hết anh em, chưa có đẻ gì hết rồi. Mình cái bữa nữa có thời gian mình sẽ đi lấy em này đi ha, lấy em này đi, em mái này đi kẹp loa chơi mấy kèo cho anh em xem là nó như thế nào ha. Thì anh em cứ hình dung là con trống thì chơi trần ha, có nghĩa rằng là chơi thả du lục là đem đi chơi. Còn con mái thì anh em phải tải file ha, tải file rồi kẹp loa thì con bổi nó mới về. Mà mái thì nó cái nhược điểm của nó là nó ít bắt được cả hai con đó, chủ yếu là bắt được một con thôi. Nếu mà trường hợp á, nó có hai cái trường hợp như này. Trường hợp thứ nhất là con mái rừng á, tức là con bổi mái rừng á, là nó về trước thì nó sẽ đấu với con mái này, mái mồi mình á, thì sẽ bắt ở trên lục thùng. Còn rồi khi con trống nó về á, thì nó sẽ ăn cái mồi giả. Để anh em phải có cái mẹt gắn mồi giả theo, ví dụ một chuột hay là con này con kia gì đó, thì nó sẽ con trống sẽ ăn con mồi ở cái lục giả thôi. Tại vì con trống ít khi nó đá con mái ấy. Trừ những con mà nó sung lắm thì nó mới dám vô gần mái thôi, tại vì con mái nó rất là dữ, con mái rất là hung dữ. Nếu mà thả hai con vô cùng con trống á, con trống con mái cùng một lồng á, thì chắc chắn là con trống sẽ chạy ha, con trống sẽ thua con mái. Con mái cái hàm nó rất là, cái mỏ nó rất là cứng, nó rất là khỏe, to con mà. Đây này anh em thấy cái đầu nó to, mỏ to, nó cắn đầu mà. Thế thì vừa qua có số anh em hỏi mình ha, mình thì cũng có một con đây thôi, cũng có một con mái đây thôi, cũng lâu lâu đi gác vài kèo chơi, cũng kẹp loa thôi. Con mái chủ yếu là kẹp loa anh em nhé, chứ còn để mà chơi không thì chắc ít lắm. Cũng được, nhưng mà thực sự là để nó thực sự căng, với lại chơi chủ yếu buổi sáng thôi, buổi chiều hầu như là nó không kêu luôn đó. Sáng sớm thì nó sẽ dễ kêu hơn. Còn trống thì anh em chơi thì ok rồi, anh em mà có con trống mà ngon lành thì chơi cả ngày, trừ khi nó yếu quá thì cũng được vài kèo, chục kèo trở lên. Còn con nào yếu thì anh em chơi vài ba kèo là xong cho nó về. Như chim tơ á, còn chim mà dữ dằn thì mồi dữ dằn thì anh em cứ chơi thoải mái, cho ăn uống thoải mái. Thì đấy,
Đây là cái con trống nhá, con trống với con mái nó chơi như nào thì đấy anh em có thể tham khảo. Còn có một số anh em thích chơi con mái hơn là con trống, tại vì mái chơi nó ít ít khi bị vẽ, trống thì anh em mà chăm không kỹ là rất dễ bị vỡ trận đấy. Cứ kẹp loa là bụp 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 là mái bổi về là rứt liền này. Đây là con mái này thế bộ lông lá thay đẹp đẽ, chưa đi trận nào anh em, chưa đi trận nào hết. Để bữa nó rắn mình sẽ đi gác cho anh em xem nhá. Còn mấy con trống này nó mấy bữa nay nó xuống lửa anh em, nó tụt lửa, giờ phải cho nó nghỉ ngơi, không có đi tập được. Mấy con này đều là tập lục thôi nhá anh em nhá, tập cây tập lục thôi, chưa có chơi được đâu. Nhiều anh em hỏi là có con nào chơi được cũng để lại cho. Có một con đầu to thì chơi năm ngoái chơi ok, mà năm nay do bị bị ruột á. Thế vừa rồi chia lại ông anh về dưỡng để qua năm chơi, chứ năm nay chơi chắc không được đâu. Anh em thấy con trống là lúc nào nó cũng bùm bùm vậy, nó kêu yếu xìu chút lửa đó. Còn con có một con mấy con bên kia thì mình chưa có tập được anh em, con kia nó cũng chỉ mới kêu thôi, chưa có dầm cồ. Còn con này bắt đầu nó mới chớm chớm dầm cồ này, con này bốn mùa đấy. Bíp 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 bíp. Bốn mùa mà không dầm cồ do mình chăm nó không có đạt lửa đó, chăm yếu, bỏ bê cho ăn cám không sao nó lên lửa được anh em đó. Thế anh em thấy khay cám á. Thôi mình kết thúc video nhé, anh em xem tham khảo nhé, tại vì mình cũng có con mái cũng có mồi trống, đâm ra là cái ưu nhược nó vậy thôi. Trống thì nó kêu nhiều nhưng mà nó dễ vỡ trận, còn con mái thì kêu ít phải kẹp loa, nhưng mà nó được cái nó lì, nó hạn chế bể. Mình kết thúc video nha anh em nhé.